Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lớp học được tổ chức trong 3 ngày với sự tham gia của 190 học viên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về các nội dung như tình hình thời sự quốc tế và trong nước, trong tỉnh, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta, nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội trong tình hình mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội và phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh vị thế, vai trò quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong các thời kỳ, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian học tập, các học viên cần nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm, tích cực trao đổi thực tiễn trên cơ sở các nội dung được truyền đạt để đúc rút kinh nghiệm đối với công tác mặt trận tại cơ sở, đồng thời đề xuất kiến nghị những khó khăn vướng mắc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giải quyết kịp thời. Đối với các báo cáo viên, giảng viên cần tích cực đổi mới phương thức giảng dạy, lấy học viên là cán bộ mặt trận và công tác mặt trận ở cơ sở làm trung tâm để truyền tải thông tin một cách ngắn gọn, dễ hiểu những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.